Em Nguyên Thần Võ, thầy giáo Châu đấy. Được rồi, thầy Châu xin giới thiệu với thầy, đây là học sinh ưu tú nhất trăm năm hiếm có của trường Hát Võ chúng tôi. Em Nguyên Thần Võ. Chào em. Nguyên Thần Võ, thầy giới thiệu với em, đây là thầy Châu Thiếu Kỳ, mới đến trường của chúng ta. Chào thầy ạ. Thầy ấy vừa đến là giúp trường Hát Võ chúng ta hóa giải mối nguy cơ trăm năm hiếm có. Các em được thầy cô tiếp tục ở lại dạy đều là nhờ công lao của thầy Châu. Em mau lên lớp học đi. Vâng ạ. Thầy Châu, tôi đưa thầy tham quan vài nơi ở đây nhé. Nào. Thầy giáo Châu người mới đến, xem ra chẳng có gì là sát khí, chắc là trùng hợp nên mọi chuyện mới hỏng. Đứng lại. Đã đến trễ mà còn dám hiên ngang đi vào từ cổng chính. Em có học lễ nghĩa liêm sĩ không đấy? Sao dám quay lưng không nói chuyện với tôi? Em học lớp nào? Thầy hướng dẫn thì đừng đùa nữa, không vui đâu. Thái độ em như vậy là gì? Em tên gì? Em họ Lao. Họ Lao của hiệu trưởng Lao Sơ Thế của trường Hát Võ. Em tưởng cùng họp với hiệu trưởng thì không sao à? Tôi họ Lý, cùng họp với Đường Thái Tông đây. Chu Thái Lan, qua đây cho tôi. Chu Thái Lan, giờ lên đất tại sao vẫn còn ở bên ngoài vậy? Em muốn rèn luyện cho chính mình, như vậy mới có tư cách làm đệ tử của Quả Lan. Quả Lan cái gì? Hiệu trưởng, lần trước ở bãi đậu xe thì suýt nữa bị xe đụng. Nếu không có Quả Lan, Chu Thái Lan, tôi hạn cho em trong vòng 3 giây lập tức biến mất. Nếu không tôi sẽ cho em ở lớp X cho đến khi tốt nghiệp. Trường Hát Võ chúng tôi kỷ luật rất nghiêm, tuyệt đối không cho phép học sinh làm những chuyện sai phạm. Hiệu trưởng, em kia có tính không? Lão đại. Thầy Châu, em Lão đại này thì khác. Em ấy lớp F, không phải lớp X. Em ấy không phải học sinh hư. Nhưng tôi thấy ngược lại. Đến giờ học mà vẫn còn ở ngoài, lại còn đánh cả thầy giáo nữa. Việc đến nước này cũng hết cách rồi. Tôi đành phải nói toàn bộ cho thầy biết. Lão đại chỉ là nước vô tội. Sự việc là thế này. Búp bê sứ. Thầy Châu chắc thầy không vì chuyện này mà không dám ở lại chứ. Nhưng búp bê sứ này có gì đáng sợ nào? Hiệu trưởng thối tha. Dạm lấy lớp X uy hiếp dù can đảm như mình. Ông ta đùa sao? Sao mình là con heo sao? Chu Thái Lan, tôi gọi cậu sao cậu không nhìn tôi? Không biết lịch sự. Tôi nhìn từ phía sau trông cậu đẹp trai hơn, nhưng cũng đâu cần phải quay lưng lại với tôi. Cậu đừng qua đây nữa. Tại sao? Vì chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi bị cậu thôi miên rồi. Đúng là nhát gan. Cậu đừng xem thường tôi chứ. Từ đây tôi đang tích cực rèn luyện sức khỏe đấy. Rèn luyện sức khỏe để làm gì? Như vậy mới có thể bái Quả Lan làm sư phụ, làm một dạ hành giả trừ ma giải cứu nhân loại. Cậu nói dối. Cho dù có thực sự có nhân vật Quả Lan thì anh ta cũng chỉ nhận sói làm đệ tử. Làm gì có chuyện nhận heo? Heo à? Dù gì cũng còn hơn ảo mèo làm biếng chỉ thích ngủ như cậu. Được. Vậy tôi sẽ cho cậu thành con heo mập. Hãy nhìn vào mắt ta. Hãy nhìn vào mắt ta. Đợi đã. Thôi miên đi. May quá làm hết cả hộp.
Cuối cùng tôi lại được gặp anh. Mỗi lần gặp tôi đều gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Có đáng không vậy? Đáng chứ. Chỉ cần có thể gặp anh, có chết cũng đáng. Lần này anh được đi nhé. Có cô ở đây, tôi sẽ không đi đâu cả. Y cổ đạt, tiểu bình quả. Chào tất cả các em. Chào cô giáo Bình Quả. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về con bướm. Butterfly. Các em nhìn thấy con bướm thì nghĩ đến điều gì? Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài là một câu chuyện tình đẹp nhưng buồn lắm. Cô ơi. Theo cậu, cô giáo bị gì vậy? Mình nghĩ chắc là cô giáo đang yêu. Tình yêu của hai người cho dù có gặp phải muôn ngàn trắc trở, nhưng họ vẫn không chịu khuất phục trước số phận. Sau cùng, hóa thành đôi bướm cùng bay lên trời. Một câu chuyện dở quá, chưa từng nghe mà. Các em, hạnh phúc là thứ phải do mình giành lấy. Ngày ngày tự quán trách mình cũng không làm thay đổi được số mạng. Vì vậy, chúng ta phải chủ động tấn công. Không sai, mình có thể đi bộ từ Tân Trang đến Đài Bắc. Chẳng lẽ mình không thể giành thần võ lại sao? Tôi tuyệt đối không để thua cậu. Có gì mà không để thua mình chứ? Tình yêu. Chẳng lẽ bài thi tiếng Anh là hai chữ tình yêu? Nếu bạn ấy muốn so điểm với mình, hai chúng ta cùng mua một loại thức uống. Cô ấy càng lúc càng la to, chứng tỏ là cô ấy càng yêu mình. Nếu búp bê sứ lại xuất hiện, mình sẽ cho nó biết tay. Tránh ra. Lão đại chết tiệt. Thần võ, em muốn hẹn anh ra ngoài chơi. Như vậy em sẽ hiểu anh hơn. Từng ngày hai chúng ta sẽ dần dần hiểu nhau hơn. Em tin sẽ có một ngày em sẽ đến gần trái tim anh hơn. Thần võ, đây có phải là khoảng cách xa nhất trên đời không? Không được, chần chừ thì mình sẽ không còn cơ hội nữa. Tối nay anh có rảnh không? Em muốn được gặp anh. Cậu muốn hẹn ai vậy?
Nhấc mau. Hải quái thối thà, cư sừng làm ngá. Ông có biết cậu bao nhiêu tuổi rồi không? Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể gặp riêng thần võ đây? Ông tưởng ông là ai chứ? Ông tưởng mình tài giỏi lắm sao? Sau đó mình có thể gặp riêng thần võ rồi. Sau đó có thể gặp riêng được rồi. Hỏng bét rồi. Đau bụng quá. May quá. Sau giờ tan học, gặp nhau trên núi. Thành công rồi. Thầy Dương, thầy Trương, tôi mời hai người đi uống cà phê, đi thôi. Được, cảm ơn. Quá ra cô ấy lén vẽ mình. Nhưng kỹ thuật vẽ của Tiểu Bình quả cần cố gắng thêm. Vẽ không giống gì cả. Mình đẹp trai thế này. Hơn nữa mình... Cô Tiểu Bình quả thích mình nhưng lại không dám bày tỏ. Vậy mình sẽ cho cô ấy một ngạc nhiên. Trời Phật, xin hãy phù hộ cho con. Đêm nay bức bê sứ mau chóng xuất hiện. Như vậy Y Cổ Đạt, người từng trong mộng của con sẽ đến cứu con. Y Cổ Đạt, bất kể anh là ai, bắt đầu từ bây giờ, anh chính là tình địch số một của tôi. Nhất Mao, em làm gì vậy? Như vậy mới không bị phát hiện. Nơi này tối quá, em thấy hơi sợ. Em nhìn đây. Đẹp quá. Em thích không? Cảm ơn anh. Nhất Mao, anh sẽ xua đuổi tất cả bóng đêm cho em. Thần võ, anh biết không? Truyền thuyết nói trong giây phút pháo bông nổ, nhắm mắt nói lên nguyện vọng trong lòng mình thì sẽ thành hiện thực. Chữ xích. Lại là chữ xích.
trường chúng ta giáo viên ít hơn người ta, học sinh đông hơn người ta, tại sao vẫn bị tổn thất liên tiếp, gây ra việc thu chi không tương xứng? Chỉ có một nguyên nhân, mau chóng đi kiểm tra xem ai chưa đóng học phí, xem ai chưa đóng học phí. Dần thưa hiệu trưởng. Theo tôi đến phòng hiệu trưởng. Chết rồi, chẳng lẽ chuyện mình và thần giỏi gặp nhau tối hôm qua hiệu trưởng đã biết rồi sao? Báo cáo hiệu trưởng, em ấy đã đến. Tôi hạn cho em trong vòng một tuần phải đóng hết học phí, nếu không em sẽ bị đuổi học. Tôi không muốn bị thôi miên. Nhất Mao, cái này là gì vậy? Mình thua rồi, mình thua cậu rồi. Bởi vì mình sắp rời khỏi đây. Sao? Sao vậy? Cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Mình đi tìm hiệu trưởng. Tìm hiệu trưởng cũng vô dụng. Chỉ bằng nghĩ cách nào giúp Nhất Mao đi. Có rồi. Mình có một vật quý đến nhiều năm rất đáng tiền. Rò bán trên mạng nhất định có thể bán được với cái giá khá cao đấy. Cái của mình mới đáng giá. Đó là cây rìu. Đó là cây rìu đã từng giúp lão đại. Là giả. Hàng giả thôi. Đây là chú heo con đã theo mình từ nhỏ đến lớn. Tiếc là trong đó có ít tiền. Có rồi. Chúng ta sẽ cùng làm một hoạt động quyên góp có tên là góp một đồng cứu Nhất Mao. Góp một đồng cứu Nhất Mao. Chạy à, chạy à. Quyên góp đi. Góp một đồng cứu Nhất Mao. Góp một đồng cứu Nhất Mao. Thầy không có tiền lẻ. Hãy nhìn vào mắt ta. Hãy nhìn vào mắt ta. Không có tiền lẻ, tiền chẳng càng tốt. Ngốc quá. Góp một đồng cứu Nhất Mao. Góp một đồng cứu Nhất Mao. Cảm ơn. Làm gì vậy? Anh hai, góp một đồng cứu Nhất Mao. Nhất Mao gặp phải phiền phức gì sao? Còn ai ngoài hiệu trưởng Lao? Ông ta còn bắt Nhất Mao phải. Mình xin hiệu trưởng quyên góp. Như vậy hiệu trưởng sẽ biết mình là học sinh ngoan, có lòng thương người. Nói không chừng ông ta sẽ nhớ đến công lao của mình. Mẹ tôi mất lâu rồi, vậy mà còn nói bắt cóc mẹ tôi. Bắt cóc ma thì có. Báo cáo hiệu trưởng. Có chuyện gì? Lớp X chúng em lòng nhiệt thành luôn luôn có phát động hoạt động quyên góp, có tên góp một đồng cứu Nhất Mao. Xin hiệu trưởng cùng chia sẻ. Ồ.
Tôi vừa nhận được điện thoại lừa gạt tập đoàn, em còn muốn gạt tiền của tôi. Em nghĩ em chưa đủ nổi tiếng hay em nghĩ em chưa ghi đủ tội của em? Đủ rồi ạ. Chủ nhiệm Lý, anh lập tức ngăn cản hành động này lại ngay. Nhiều tiền quá. Nhất Mao, học phí của cậu đã có rồi. Cảm ơn các bạn. Cậu buồn cũng khóc, vui cũng khóc. Tiền quá đi mất. Còn khóc mình sẽ mặc kệ cậu đấy. Đúng vậy, mau đếm đi. Đếm thử xem. Nhiều tiền quá. Làm gì đó. Loạn rồi sao? Đứng yên đó cho tôi. Giữ được cái gì? Đếm tiền của chúng em. Các anh ngang nhiên tống tiền học sinh ngay trong trường. Toàn bộ tiền này xung vào công quỹ. Sao xung công quỹ à? Sao đột nhiên đau bụng thế này? Cô giáo quan, có thể nhờ cô đem chiếc túi này đến phòng hiệu trưởng giúp tôi được không? Đột nhiên tôi đau bụng quá. Cảm ơn cô, thật là ngại. Đây là cái gì mà sao nặng thế này? Thầy chủ nhiệm đúng là không có lương tâm. Nguyên thần võ, em đến đúng lúc đấy. Nếu em không bận, em có thể giúp cô đem chiếc túi đến phòng hiệu trưởng không? Nhưng em phải qua bên kia tìm. Bên kia là lớp X. Làm gì có người mà em muốn tìm? Bây giờ cô đang rất bận. Vì vậy, em không muốn giúp cô thì thôi, cũng đâu cần phải nói dối. Cô à, để đem giúp cho. Thật sao? Vậy thì cô cảm ơn em nhiều lắm. Góp một đồng cứu Nhất Bao gì chứ? Đây là lợi dụng áp lực bạn học với nhau để tống tiền bạn học. Thật là vô vị. Xung vào công quỹ hết. May mà tôi nhờ thầy giáo tịch thu lại hết. Em Nguyên Thần Võ, cảm ơn em đã đưa nó đến đây giúp tôi. Tức chết đi được, lẽ ra có thể cứu Nhất Mao rồi. Hay là chúng ta quyên góp lần nữa đi. Vô dụng thôi, chúng ta quyên góp mấy lần thì hiệu trưởng sẽ tịch thu mấy lần. Đúng vậy, chắc có người đến xin hiệu trưởng quyên góp. Nhất Mao cậu thấy thế nào? Nhất Mao đâu rồi? Các cậu nhìn kia, các bạn đã tận lực rồi, mình rất cảm động. Cảm ơn các bạn. Nhất Mao, em Nguyên Thần Võ, cảm ơn em đã giúp cô đem chiếc túi đến thầy hiệu trưởng. Đã khuya thế này, Tiểu Bình Quả còn đến trường làm gì? Không được, mình nhất định phải bảo vệ cô ấy. Thank you.
mạng thì chỉ có một, nhưng cách lấy đi mạng sống không phải chỉ có một. Sự nguyền rủa của búp bê sứ lại được khởi động, mục tiêu là tiểu bình quả. Y Cổ Đạt, là anh phải không? Thầy giáo thể dục mạnh mẽ bị ác ma thứ 12 đi theo. Ông ta sẽ đổ xăng vào cô giáo anh chăng xinh đẹp. Y Cổ Đạt, Y Cổ Đạt. Cô ta bị thùng xăng đụng ngã xuống đất. Các thùng xăng từ từ dây kín tứ phía và một ngọn lửa. Cứu tôi! Cứu tôi! Ngọn lửa tàn bạo sẽ hủy hoại dung mạo của cô giáo Anh Văn và sẽ đốt cô ta thành tro. Em biết anh sẽ đến cứu em mà. Anh sẽ không bỏ mặc em. Rốt cuộc ai đã làm hỏng kế hoạch của mình? Vẫn còn thở. Đây là tại sao mình lại ở đây? Tiểu Bình Quả. Như vậy cũng tốt. Người này đã từ từ lộ diện rồi. Đây cũng chỉ là mới bắt đầu. Làm sao đây? Quyên góp thất bại. Bây giờ chỉ còn lại 5 ngày. Nếu không đóng hết số học phí còn lại thì tôi cũng sẽ không thể tiếp tục đến lớp. Mà không đến lớp thì sẽ không gặp được thần võ và không nhìn thấy thần võ nữa. Mới sáng sớm đã rơi nước mắt thì không may mắn đâu. Chào em. Hôm nay tiệm bán điểm tâm lại mua một tặng một sao? Đúng vậy. Đây là sự ấm áp của thần võ cho mình. Mình rất sợ sau này sẽ không còn có nữa. Em sao vậy? Nghĩ đến sau này sẽ không còn được ăn bữa sáng của anh. Nghĩ đến sau này mỗi khi khóc không còn ai đưa khăn cho em lau, là em không kìm được nước mắt. Em buồn cười lắm phải không? Em yên tâm, vẫn còn 5 ngày. Cách là do con người nghĩ ra. Em nhất định sẽ không phải rời khỏi hắc võ đâu. Làm sao anh biết? Em yên tâm, vì có anh ở đây. Anh không đứng nhìn em rời khỏi hắc võ. Thần võ, có anh ở đây, em không còn thấy sợ nữa. Anh
Tại sao mình lại ở đây? Em biết anh sẽ đến cứu em. Anh sẽ không bỏ mặc em. Là Y Cổ Đạt, anh ấy lại cứu mình lần nữa. Anh ấy đúng là anh hùng của mình. Tại sao lại là anh? Không phải tôi thì là ai? Là liên quan gì đến anh chứ? Sao lại không liên quan? Hôm qua cô bị hôn mê bất tỉnh, nếu không có tôi anh hùng cứu mỹ nhân thì cô đã... Tôi không tin anh không phải là anh hùng của tôi. Thật đó, hôm qua có một trận mưa máu tanh tưởi trên nóc tường, tôi đã đánh ngã không biết bao nhiêu kẻ ác. Đạn bay nhiều đến nỗi như trời mưa. Tôi đã đi xuyên qua làn mưa đạn mà không bị thương, nhẹ nhàng đánh ngã từng tên một, như vậy mới cứu được cô từ tay của bọn chúng đấy. Anh gạt tôi, rõ ràng tôi chỉ nhìn thấy một người mặc áo đen. Người mặc áo đen. Quyền như vậy, Tiểu Bình Quả còn đến trường làm gì? Không được, mình nhất định phải bảo vệ cô ấy. Khi tôi tỉnh lại thì tôi phát hiện cô đang hôn mê bất tỉnh trên sân thượng của trường. Tôi biết người tiếp cận tôi là ai rồi. Là ai? Là thần tình yêu. Mọi chuyện đều là chủ ý của thần tình yêu. Đây chính là trái tim gặp trái tim. Vì vậy tôi mới cứu được cô. Cô giáo Tiểu Bình Quả, cô còn chưa hiểu sao? Chúng ta do trời tác hợp. Tôi chỉ nhớ tôi bị một người mặc áo đen tấn công. Những gì anh nói tôi hoàn toàn không có ấn tượng. Làm gì có ai mặc áo đen? Khi tôi tỉnh lại thì không hề nhìn thấy gì. Cả hình bóng của Y Cổ Đạt cũng không. Chẳng lẽ vì tôi quá muốn Y Cổ Đạt đến cứu lần nữa nên mới thu hút sự tấn công của ma quỷ sao? Tôi thấy Y Cổ Đạt và ma quỷ vốn chỉ là cùng một người. Chẳng phải cô nói cô bị người mặc áo đen tấn công sao? Không sai, Y Cổ Đạt chính là ma quỷ. Anh ta không đáng để cô yêu. Anh ngậm cái miệng xui xẻo của anh lại đi. Anh vào trước đi. Nếu để Hải Quái nhìn thấy chúng ta cùng vào trường chung thì thê thảm đấy. Được rồi, nhớ là phải chuyên tâm học hành, đừng nghĩ đến chuyện đóng học nữa. Có thần võ cho mình can đảm, bất kể có vấn đề gì mình cũng nhất định sẽ giải quyết được. Lạc Nhất Bao, cố lên. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi dạy môn quá cho các em. Tôi nghĩ chúng ta vẫn còn rất xa lạ với nhau. Hôm nay từng người sẽ lên đây viết một chữ tự giới thiệu về mình, để chúng ta cùng làm quen với nhau được không? Mắt là cửa sổ tâm hồn. Ánh mắt cũng có thể biểu lộ cá tính của một người. Chỉ cần dụng tâm thì ánh mắt cũng quan sát được cá tính của người khác. Bất kể chuyện gì cũng không qua được ánh mắt. Được rồi, đến lượt các em. Ai sẽ lên trước đây? Em trước. Đẹp trai. Gì vậy? Xuống đi, mau xuống đi. Tởm quá đấy. Thank you.
Mao Mông Cổ thích bài bạc như vậy, tôi cá với cậu bằng ấy nhất định sẽ viết chữ bài. Được. Cá bao nhiêu? Thua. Tôi không chỉ thích bài bạc mà tôi còn không thích cảm giác bị thua. Sao lại là chữ xong? Em không sợ gì cả, chỉ sợ một mình thôi. Xong có nghĩa là hai người. Hai người thì sẽ có người chơi với em. Em Như, đưa tay lên nghĩa là gì? Muốn chơi với Mạch Nha Đường sao? Phiên âm này có rất nhiều chữ. Rốt cuộc em muốn viết chữ nào? Em viết chữ đường Mạch Nha Đường. Mình đoán bằng ấy nhất định sẽ viết chữ nghèo. Đúng, đúng, đúng. Cỏ. Mình cảm thấy mình như một ngọn cỏ, tuy nó bé nhỏ và tưởng như rất vô dụng, nhưng nó không bao giờ bị gió quật ngã. Cho dù xảy ra chuyện gì và gặp phải khó khăn gì, nó vẫn dũng cảm vượt qua. Bạn Nhất Mao nói rất hay, các em cần phải học tập bạn ấy. Tan học rồi, tan học rồi. Cuối cùng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này rồi. Nhưng sao giọng nói của mình trở nên như chim hót thế này? Khoan đã, khoan đã. Bạn ơi, bạn ơi, bạn có thể làm bạn với mình không? Cậu có bị bệnh không vậy? Chỉ cần cậu là người đầu tiên bước ra khỏi phòng thì thôi miên của tôi sẽ có hiệu lực. Chị Hắc Miêu, em sai rồi. Xin chị mau chóng quá giải thôi miên cho em đi. Tôi không làm. Tôi xin cậu. Chú Thái Lan, cậu muốn cùng mình chơi trò chơi hay là muốn mình thôi miên cậu? Chơi đi, mình chơi đi. Được. Vậy chúng ta chơi trò gì đây? Nhất Mao, chúng tôi có một trò chơi rất thú vị, cậu muốn tham gia không? Các cậu chơi đi, mình còn chuyện quan trọng. Mình đi đây, tạm biệt. Bạn ấy còn chuyện gì nữa vậy? Mình không tin. Mình không đợi được búp bê sứ xuất hiện. Hiệu trưởng, tôi muốn thôi việc. Tại sao? Tôi thấy con mèo sứ trong phòng làm việc. Tôi thấy mèo sứ nhà vệ sinh nam. Tôi thấy mèo sứ phòng tập thể dục. Các người cũng nhìn thấy con mèo sứ sao? Các người nói suông không bằng cớ. Tôi không đồng ý cho các người thôi việc. Tôi cũng nhìn thấy. Mọi người sao vậy? Thầy Châu cũng nhìn thấy, chứ tôi đây không phải là giả đâu. Đúng vậy. Thầy Châu, chẳng lẽ thầy cũng muốn...
Tôi sẽ không nghỉ việc đâu, bởi vì đây chỉ là một trò đùa. Trò đùa. Xem mày chạy đi đâu, tao sẽ đập nát mày. Thú vị quá, thú vị quá. Thì ra chỉ cần làm theo hướng dẫn trong sách là có thể dọa được người ta. Chúng được tạo ra bằng sự kết hợp giữa khoa học và vật lý, hoàn toàn không phải là ma quỷ. Ngốc quá. Là ai đã bày ra trò chơi này? Là tôi thế nào? Đừng tưởng cậu là con trai của hiệu trưởng thì ra dễ ta đây. Tôi sẽ không để cậu ức hiếp suông đâu. Đúng vậy, búp bê sứ và con mèo sứ được dùng chung một nguyên lý. Chúng chỉ là đồ chơi do người tạo ra. Không biết những thầy cô trong trường đang sợ gì nhỉ? Nó cũng có thể quá giải như làm ảo thuật. Cũng có thể dùng các thao tác của vật lý và hóa học để khiến con mèo sứ có thể di chuyển. Chỉ cần gắn bánh xe vào người nó, bỏ pin vào, rồi dùng bộ điều khiển từ xa thì có thể khiến nó di chuyển. Muốn con mèo sứ nhảy lên thì dùng sợi dây câu cá trong suốt cực nhỏ, dùng dưới ánh sáng nghịch hiệu ứng. Vì sự phản xạ của ánh mặt trời nên mắt thường không nhìn thấy sợi dây đó. Vì vậy mới tạo được ấn tượng cho người khác là con mèo biết bay. Chỉ cần trong người con mèo sứ chứa một ít thuốc nổ, có thể sản sinh một lượng thể khí lớn, thì nó như bông gòn cộng thêm oxy lỏng, có hiệu quả gây nổ trong một không gian kín. Không ngờ một trò chơi đơn giản như vậy có thể chúng ta dọa được số 1 của trường hắc võ ra thế này. Ngốc quá, ngốc quá. Búp bê sứ và con mèo sứ có lẽ chỉ là trò đùa của học sinh chứ không có ma quỷ nào như mọi người đã nghĩ. Mọi người đừng lo nữa. Học sinh bây giờ càng lúc càng hư. Đúng, lần này nhất định phải trị thẳng tay. Đợi sau khi biết được ai làm, nhất định phải cảm hóa em ấy với tình yêu của một người thầy. Hiệu trưởng, chúng tôi không nghỉ việc nữa. Tốt, tốt lắm.